Giới thiệu quý bà con là thời gian này đang bắt đầu xuất hiện sâu gióm như này, thì sẽ đẻ trứng và cắn cuống quả non. Bà con thấy sâu gióm bò như này tức là đang vào mùa sinh sản của sâu gióm, nên bà con phun phòng trừ luôn sâu với bùa thì sâu gióm cũng chết. Sâu gióm này cắn quả rất là hại, nhiều người không biết tưởng là dụng sinh lý. Đây là cây bưởi đường chín sớm, hạt bưởi ngon lấy mất ghép cây đầu dòng ở trong vườn, ghép vào gốc cây bưởi diễn. Năm nay là năm thứ hai, bắt đầu cho ra quả bói. Năm đầu tiên thì mới kín thiết cành, năm nay cũng đang kín thiết cành nhưng mà cũng đủ một số cành ra quả, cũng rất là sai. Bà con có thể nhìn thấy là cây này rất là sai quả, ra quả cực sai luôn. Đây, mất ghép đây, bà con nhìn này, mất ghép mới ra đây nhưng quả rất là sai luôn. Và đây là máy ghép, đây là hạt bưởi nọ ngon ghép mất nêm, quả đây cực sai luôn. Chỗ quấn ni lông cũng là mất ghép, và đây quả đây siêu sai luôn. Đây là mắt này, là mắt ghép này, đây chính xác là cái mắt ghép này. Đó, mắt ghép đây này, nhưng vì là mắt ghép già nên là ra quả luôn. Đấy, này, quả rất là sai. Giống bưởi này thì không bao giờ bị mất mùa được. Giống khác có thể mất mùa, riêng giống bưởi đường chín sớm không bao giờ mất mùa. Đây là cái bảng hiệu ngày xưa Hà Bưởi Ngon còn làm phó chủ tịch hội trồng cây ăn quả có múi ở xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là bảng kỷ niệm một năm phục vụ trong hàng ngũ của lớp cán bộ. Nhưng sau đó thì Hà Bưởi Ngon bị khai trừ ra khỏi hội. Bởi bà con biết đấy, bây giờ cán bộ chúng ta không thể tin được. Những người làm được việc thì không bao giờ có thể tồn tại được. Và những người có ý kiến phục vụ cho bà con nông dân hoặc phục vụ cho nhân dân, cho đất nước rất là khó để tồn tại trong một bộ máy mà tham nhũng, tha hóa rất là nhiều. Và Hà Bưởi Ngon đã chọn con đường đi riêng của mình là làm việc cá nhân, phục vụ cho bà con. Khi sai như thế này chúng ta nên tỉa bớt. Chúng ta nên tỉa bớt quả, không nên để nhiều. Chúng ta tỉa bớt quả, chỉ nên để quả. Quả làm dấu ở trong lá này. Bảo sao ở trong kia mình cứ nuôi ba cái lần lần không chả có phân được nhỉ. Mình uống chỗ gà cho kịp người chác ấy. Bởi riêng nhà cháu sai. Sai. Đây nhà cháu giờ cũng sai lắm. Đây này cô nhìn cái đấy. Nhìn quả này đây cũng đấy. Sai. Nhưng cái quả này là chắc chắn là được cái rồi này. Đấy. Đây quả to này là chắc chắn được luôn này. Đây này ví dụ như này cô ơi, ví dụ cái chùm nó sai này này, mà cái quả này mình đi ra vườn mình vặt vào luôn này vì nó hơi vẹo và nó không bao giờ nó để được 4 quả, 5 quả, nó chỉ cành này chỉ để được 1 đến 2 quả thôi. Thế rồi sai, cái cây này sai này bạn này. Đấy, sai nhà cháu sai mà. Đây ra sớm chị ạ. Đây giới thiệu quý bà con là có những quả bưởi mà như thế này thì chúng ta sẽ vặt bỏ. Đây Hà Bưởi Ngon quay gần, quả này nó sẽ vẹo, vẹo mà chúng ta sẽ tỉa vào luôn, không tiếc, kể cả ít quả chúng ta cũng không nên để. Đây, tỉa vào bớt luôn, phải tỉa vào bớt này. Đấy, để ít thôi. Đây, ví dụ 3 4 quả này. Quả này chắc chắn là không được rồi. Đây. Thì trong cái quả này thì nó sẽ có một quả vẹo, ví dụ quả vẹo này mà to chúng ta sẽ vặt bỏ cả cái quả to này, không nên để. Đây này, nó toàn giấu quả trong thân này, bưởi diễn xịn là nó toàn giấu quả trong thân. Và tầm này là nó có sâu gióm, tầm này nó xuất hiện sâu gióm là cắn quả, nên là phải phun phòng trừ sâu gióm luôn. Sâu gióm, đây này, bưởi diễn xịn là cái quả nó toàn giấu ở trong thân này, mình vạch lá ra mình mới nhìn thấy này. Đấy,
Đấy. Còn vạch lá lên thì mới thấy. Cho ấy để đuổi dồi vàng. Đấy này. Bây giờ kể ra mà có thời gian đi ra vườn thăm ấy là mình vặt tỉa vào. Đây, vặt tỉa, tỉa vào bớt những cái quả nhỏ như này này. Trái nó tầm nào thì bắt đầu tỉa. Bây giờ này, đây này ví dụ kể cả cành này nó có một quả nhá, thì cái quả này vặt bỏ tỉa này. Đấy, quả này mà nó dân gieo này là nó không lớn được, sau nó không rụng, mà lớn thì nó thành cái quả còi, quả kệ. Thì chất lượng quả nó không ngon, tốt nhất mình thải vào luôn. Đấy. Đấy, như này chúng ta sẽ bỏ này. Nếu mà cô thấy bưởi đường chín sớm thì cháu sai dã man chưa? Sai. Cô được ăn rồi, cô giản thì được ăn rồi. Đây là giới thiệu quý bà con nông dân cũng thường xuyên đến nhà Hà Bưởi Ngon để trực tiếp học hỏi kinh nghiệm, cũng như tìm hiểu về các loại sâu bệnh, cách chăm bón để chúng ta phát triển kinh tế gia đình. Hà Bưởi Ngon rất mong muốn là bà con sau này ai biết cũng đều chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để cùng học hỏi kinh nghiệm và phát triển. Đây là giống bưởi chín sớm của Hà Bưởi Ngon rất là sai, dù quả bé nhưng Hà Bưởi Ngon sẽ view lên cho bà con xem là quả này, quả rất là sai luôn. Quả cực sai. Giống bưởi chín sớm là không hề mất mùa, không bao giờ bị mất mùa luôn. Kể cả dù thời tiết có nắng khắc nghiệt hoặc là mưa, lúc ra hoa cũng không bị mất mùa. Luôn luôn không bao giờ mất mùa. Năm nay thì bưởi diễn ở nhiều nơi đa phần là mất mùa, nhưng nhà Hà Bưởi Ngon vẫn sai. Bưởi diễn vừa quay cho bà con xem đó, nó vẫn rất là sai, đặc biệt là gần những hàng bưởi đường chín sớm như này quả cũng vẫn rất là sai.